ngày 21 tháng 10 năm 2019 của 12 cung hoàng đạo. Bảo bình sáng rắc rối, tối may mắn, bỏ cạp nặng đề chuyện họp gia đình. Bạch Dương, 21 tháng 3 đến ngày 19 tháng 4. Có thể ngày hôm nay Bạch Dương sẽ nhận được một sự hỗ trợ vật chất nào đó từ những người trong gia đình. Tuy nhiên, sự hỗ trợ ấy chắc chắn có lý do cụ thể. Vậy nên hãy sử dụng nó sao cho đúng cách nhé. Hãy dành buổi tối đầu tuần bên cạnh những người thân yêu của mình. Kim Ngưu, 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5. Hãy sẵn sàng trở thành hậu phương vững chãi cho mọi người. Có thể những thuộc cấp của bạn sẽ không giúp ích được nhiều đâu. Để tâm đến những công việc trong ngày, vì bạn càng nỗ lực thì sẽ gặt hái được càng nhiều thành công. Ngoài ra bạn nên thận trọng với mọi người trong ngày hôm nay. Song Tử, 21 tháng 5 đến ngày 21 tháng 6. Ngày hôm nay sẽ khá vất vả đối với Song Tử vì mọi công việc đều sẽ gặp khó khăn. Tuy nhiên đừng để tâm đến chúng mà hãy cứ tiếp tục cố gắng. Điều này chắc chắn sẽ duy trì mối quan hệ tốt với cấp trên. Về chuyện tình cảm, những lời ngọt ngào của bạn chắc chắn sẽ hạ gục đối phương trong ngày thứ hai. Cự Giải, 22 tháng 6 đến ngày 22 tháng 7. Cự Giải sẽ có một thứ hai vô cùng tất bật, bạn thậm chí còn không có thời gian nghỉ để uống nước. Tuy nhiên với khả năng quan sát tinh tường thì sẽ chẳng điều gì có thể lọt khỏi mắt của bạn được. Điều này sẽ giúp bạn giải quyết mọi vấn đề và rắc rối trong ngày. Đừng quá lo lắng, bạn sẽ biết cách sắp xếp công việc sao cho hợp lý và hoàn thành mọi thứ đúng lúc đúng hạn. Sư Tử, 23 tháng 7 đến ngày 22 tháng 8. Khả năng cao Sư Tử sẽ phải đối mặt với rất nhiều áp lực và trở ngại trong ngày hôm nay. Tuy nhiên bạn sẽ luôn nghĩ ra được những phương pháp độc đáo để đánh bại đối thủ của mình trên chính ván cờ chúng bày ra. Điều này càng khẳng định vị thế của bạn tại nơi làm việc bởi mọi người sẽ nhận ra thực lực và khả năng của bạn. Hãy cố lên! Sử Nữ, 23 tháng 8 đến ngày 22 tháng 9. Gia đình là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến Sử Nữ trong ngày thứ hai. Nửa kia của bạn đang lên kế hoạch để hâm nóng tình cảm vào tầm chiều tối. Vậy nên hãy tiếp tục nhen nhóm lửa tình, đừng để người ấy hụt hẫng. Thiên Bình, 23 tháng 9 đến ngày 23 tháng 10. Người thân sẽ khiến kinh tế của Thiên Bình sa sút khá nhiều. Đến mức mà bạn phải tự hỏi mình xem chọn tiền hay chọn người thân. Bạn sẽ xảy ra bất đồng quan điểm với anh chị em ruột của mình về vấn đề sử dụng tài sản chung và đỉnh điểm của mâu thuẫn sẽ rơi vào tầm chiều. Điều bạn nên làm nhất là cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân. Bọ Cạp, 24 tháng 10 đến ngày 21 tháng 11. Ngày hôm nay các thành viên trong gia đình sẽ muốn thảo luận với bạn về một vấn đề vô cùng hệ trọng, hãy chuẩn bị tâm lý trước. Công việc của bạn sẽ khá thuận lợi. Đặc biệt chú tâm đến những trọng trách mới được giao để hoàn thành nó thật tốt. Bạn sẽ phải tiêu tốn khá nhiều tiền trong việc đi lại và các dịch vụ đấy. Nhân Mã, 22 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12. Các giao dịch sẽ diễn ra khá thuận lợi vào ngày hôm nay. Dự tính thứ hai sẽ là một ngày rủng rỉnh đối với Nhân Mã. Bạn càng đón chờ thì tiền sẽ càng về tay. Tuy nhiên hãy cẩn thận với những con người tiêu cực xung quanh bạn. Khả năng những người này sẽ có những tác động không tốt đến tâm trạng thậm chí vận may của bạn. Ma Kết, 22 tháng 12 đến ngày 19 tháng 1. Ma Kết sẽ bị quấy rầy bởi các thế lực không mấy thiện chí. Cho rằng bạn đơn độc, ngây thơ nên những kẻ có vị thế xã hội cao hơn sẽ tìm cách bắt nạt bạn. Nhưng đừng quá lo lắng vì bản thân bạn vô cùng mạnh mẽ và chẳng thể nào bị lay chuyển bởi bất kỳ thế lực nào. Những kẻ quấy phá bạn sẽ phải nhận lấy quả đắng vì dám coi thường bạn. Hãy cứ để lý tưởng của bạn dẫn lối. Bảo Bình, 20 tháng 1 đến ngày 18 tháng 2. Ngay từ sáng sớm, Bảo Bình sẽ gặp khá rắc rối với những thứ vô cùng thông thường. Tuy nhiên đừng để những điều ấy ảnh hưởng đến sự quyết tâm và cố gắng của bạn khi theo đuổi mục tiêu của mình. Bảo Bình sẽ nhận được lộc trời ban vào buổi tối. Hãy tận dụng tốt các cơ hội có được để phát triển sự nghiệp của mình. Song Ngư, 19 tháng 2 đến ngày 20 tháng 3. Song Ngư sẽ có một ngày khá năng nổ trong các hoạt động quảng giao dù tại công ty hay ở gần những người thân yêu. Bạn nên dành một chút thời gian đầu tuần tân trang, sắp xếp lại không gian sống. Ngoài ra hôm ấy bạn sẽ có nhà hứng bất ngờ muốn tham quan các địa điểm linh như nhà thờ hoặc chùa, đền.
Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Bá Di.